Rồi em chào bà con nha, nay ngày 21 tháng 2 2024 ha. Em lên số máy cho bà con coi ha, có gì mua ủng hộ em ha. Rồi cây đầu tiên là 770 nè, cây này Noka nha. Rồi, của Hằng Đô á, em bán nghe gọi nha, tại phiên bản nó thấp quá. Cây này bỏ sim nghe gọi tốt lắm, nó full chức năng không lỗi gì hết luôn. Cây này em bán 200 nha, bằng giá cùi bắp á. Đó, máy móc ok luôn à, bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Em tải sẵn ứng dụng à, chơi ở trên đây game ở đây không cũng lời nữa. Máy móc ok luôn ha, nó vuông vuông sạc còn đuôi micro ha, cho theo cổng cáp luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng nè, chơi mấy cái game này cũng lời nữa. Đó, em bán giá có 200k thôi, bằng với cái cùi bắp luôn. Rồi máy móc ok, bỏ sim nghe gọi cũng lời, nó pin trâu lắm cả tuần lễ đó. Mã số là 770 nha, 200k nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100% thì em bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì mua cái cạc Viettel cọc qua ha, mua cái cạc Viettel rồi xong cào ra điện cho em ha, đọc mã cho em, đọc địa chỉ, đọc tên em ship cho kiểm tra hàng nha. Rồi 770 ha, 200 ha. Rồi cây 771 nè, cây này cây Oppo Neo 5 nha. Nó bị trầy màn hình nhẹ ha. Cây này học anh laptop Android nó 7.5 ha. Cây này em bán 300 nha, 300 thôi. Bỏ sim hai sim nghe gọi ok luôn, của con Oppo luôn. Máy móc full chức năng nha. Không bứt nứt không bể không gì hết, nó bị trầy thôi. Em bán có 300 nha, mã số là 771 nha. À, máy móc ok full nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn. Đây, em tải sẵn ứng dụng luôn, pin thì tốt lắm. Đó, máy móc ok, rin nguyên cây luôn, bị trầy ha. Em bán có 300k nha, mã số là 771 nha. Rồi cây 772 nè, cây này cây Lenovo B1 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Cây này em bán 400 nha. Máy móc full chức năng, pin thì chơi tốt lắm, pin thì nó trâu như con bò. Máy này mạnh lắm nha, em tải sẵn ứng dụng rồi. Máy móc ok lắm, đã lắm nha. Cây này mạnh nha, người của Lenovo nó mạnh thiệt. Em tải ứng dụng nó nhanh cực kỳ luôn. À, máy móc là pin tốt lắm nha, xài được hai sim luôn. Cây này 772 nha, 400k ha, Lenovo nha. À, máy cũng còn cứng khừ ha. Nó cái viền này nè, biết nào hư nó, cái viền này tốt lắm. Đó, màn hình thì không nứt không bể không gì hết luôn. Đã lắm nha, 44 nha. À, 772 nha, 400k ha. Rồi cây 773 nè, cây Asus Z010D nha. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm, cái này em sổ luôn. Cây này đúng ra pin nó trâu như con bò luôn, Android nó 6 chấm, em bán có 400k, mã số là 773 nha. Cái dòng Asus nè, máy móc ok luôn, được cái màn hình riêng luôn. Máy móc ok luôn, cây này bán em sổ chứ cây này bán mắc hơn nữa, pin trâu lắm, pin như con bò luôn. Máy móc ok luôn ha. Cây này xài được Zalo, YouTube đỏ, ra Facebook rồi ok luôn ha. 400k mã số là 773 nha. Rồi cây 774 nè, cây này cây Oppo Neo 9 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nhưng mã số là 774 nha. Máy móc ok full chức năng, sim thì xài được hai sim 4G luôn ha. Đó, màn hình thì full chức năng luôn, green luôn nha. Đó, máy móc ok luôn, nó máy đã đời luôn. Em tải ứng dụng sẵn cho bà con ha. Máy móc là pin tốt lắm, xài được hai sim 4G luôn, của con Oppo ha. 450 mã số là 774 nha. Rồi cây 775 nè, tiếc quá trời luôn. Cây này là cây nó là cây Motorola ha, Motorola G Play ha. Cây này mới nứt con đường là do ông hàng người dơi nó chui ống cống lên cái nó rớt ống túi, rớt cái bịch ra cái nứt màn hình một đường ha. Cảm ứng thì xài bình thường, màn hình Super AMOLED. Cây này hàng xịn sò nha. Bị nứt kính em bán rẻ luôn. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Em bán có 500k nhân cây này ha. Camera kép, camera đẹp cực kỳ luôn ha. Màn hình Super AMOLED DF được luôn nha. Mã số là 775 nha, 775 có 500k ha. Để lụm bậy nó chui ống cống lên nó rớt thì mình lụm mình bán ha. Con Superman á, gì của thằng người dơi ấp Superman á. 775 nha, 500k ha. Pin thì tốt lắm, xài được hai sim luôn. Màn hình có display luôn nè. Đó màn hình nè. Đó xài con cá lội đã luôn, màn hình nè. Super AMOLED đẹp lắm nha. Màn hình con cá lội nè. Đó tắt màn hình thì có display luôn nha. Display là màn hình nó hiển thị giờ luôn. Hiển thị giờ ở ngoài nha. Đó, hiển thị giờ ở ngoài ha. Pin thì tốt lắm.
rồi cây 775, 776 nè. 776 là cây Galaxy Z5, Z5 2016 nha. Cây này thì pin nó trâu lắm, cũng còn đẹp ken luôn, vỏ cái này kia cũng đều đẹp quá ha. Cây này RAM 2, phủ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này thường thường em bán 6-700, em bán có 550, mã số là 776 nha. 2 sim 4G luôn. À, màn hình nó rin luôn mới ghê chứ, máy móc ok, đẹp ken span luôn ha. Ai nó màn hình low cho luôn cái này ha. Màn hình rin luôn á. Máy móc full chức năng đã luôn, đẹp ken span luôn. Có 550. Z5 2016 nhân pin nó dài lên tới đây nè, xuống tới đây ha. Mã số là 776 nha. Cây này xài pin rời luôn, dễ thay, dễ sửa, dễ xài luôn nha. Rồi cây 777, cây Apple F5. Đó, Apple F5 thì sở hữu RAM 4, bộ nhớ 32, Android 7 chấm. Cây này ủa sao em bán có 750 rồi nha. Cây này em bán có 550 rồi. Ở găng tay một chạm luôn, màu đen ha. Đó, xài được 2 sim luôn, mã số là 777, đặc biệt luôn, có 550 rồi nha. Đó, bị lót, màn hình nó lót ha. Bị lót nhưng cảm ứng xài bình thường, màn hình không nứt không bể, xài bình thường. Lót là không phải là hư màn hình nha, cái miếng lót nó bị trắng lên ha. Nó không phải là hư màn hình nha. 550 rồi, mã số là 777, có 550, RAM 4 luôn, Apple F5, 2 sim 4G luôn nha. Rồi cái 778, cây này Redmi Note 3. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nhớ 6 chấm luôn. Cây này sở hữu được 8 nhân, mỗi 1 nhân 2 hết. Em bán có 550. Cây nó có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Cây này rin nguyên cây full chức năng. Mã số là 778 ha, 778. Máy móc ok luôn ha. Màn hình rin luôn, màn hình rin luôn nha. Đó, màn hình đẹp cơ. Nó chạy không thấy đường luôn, RAM 2 bộ nhớ 16 thôi mà nó chạy không thấy đường tại nó sở hữu 8 nhân. 550, mã số là 778 của Redmi nha. Rồi cái 779 của Redmi luôn nha. Redmi Redmi 4X nha. Cái này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán có 600 bán sổ luôn nha. Găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Cây này mã số là 779 nha, 600k thôi. Rin nguyên cây full chức năng. Máy móc ok full. Đẹp. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, ứng dụng này kia nó chạy không thấy đường, pin thì tốt lắm nha. 779 600k thôi, có găng tay một chạm rồi ha. 780, 780 là Redmi Note 4. Cây này hơi ám, màn hình rin nguyên cây, màn hình rin luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Sở hữu là 8 nhân, mỗi 1 nhân 2 hết. Có găng tay một chạm, đèn led kết, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Cây này em bán có 600k nha, 600k RAM 3 luôn nha. Mã số là 780. 780 sở hữu được một cây rin nguyên cây full chức năng. Chơi được game Liên Quân, Wi-Fi, Bup, nó Zalo, Facebook, TikTok, lướt phà phà. Cây này Android 7 chấm rất là cao luôn, 600k, mã số là 780, xài được 2 sim 4G. Rồi cây 781, 781 là cây Oppo A57 ha. Oppo A57 sở hữu là RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 600k, đúng là em bán 700, cây này em bán có 600 rồi nha. Mã số là 781 nha. Máy móc ok, xài được 2 sim full chức năng, màn hình ok luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn nè. Đó, găng tay trên nút home luôn mới ghê chứ. Rồi cây này 600k, RAM 3 luôn nha. Mã số là 781. Vỏ cũng còn đẹp lắm nha. Đó, vỏ còn đẹp ha. Rồi cây Samsung nha. Cây này là Galaxy Z7 Prime. Z7 Prime là sở hữu RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này em bán có 700k nha, mã số là 782. Đó, Z7 Prime, đó, màn hình rin luôn mới ghê chứ. Cây này màn hình rin luôn nha. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng, pin thì rất là tốt, pin trâu bò. Đó, cây này RAM 3, 700k, mã số là 782 ha. Quay dòng máy cho coi nè, nó... Rồi 783 là cây Oppo F5, F3, cây này F3 nha.
RAM 4 bộ nhớ 64, F3 mà mạnh hơn F5 luôn ghê hả. RAM 4 bộ nhớ 64, Android nó 6 chấm. Cây này RAM 4 mà bán có 700k, bán lộn giá rồi bán luôn ha. Mã số là 783 ha. Ồ, ra F3 luôn, F3 mà RAM 4 bộ nhớ 64 mà sao bán có 700, người ta lộn người ta. 783. Đó, máy móc ok ha. Cây này riêng luôn nha. Đó, màn hình riêng luôn nha. Găng tay trên nút hôm luôn, máy móc ok luôn ha. Rồi 700k nha. Mã số là 783 nha. Rồi cây 784 nè. Cây này cây Apple F5, RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Máy móc full chức năng luôn. Cây này thì găng tay một chạm, xài được 2 SIM 4G mà đựng cái RAM 4. Em bán 800 nha, mã số là 784 nha, 800k. Cây Apple F5 luôn, riêng nguyên cây full chức năng luôn. À, máy nó đã lắm nha. Máy nó chạy không thấy đường luôn. À, pin thì rất là tốt luôn. Pin tốt lắm nha. Pin này cực kỳ đã luôn nha. Cây này màn hình riêng luôn. Rồi 800k, mã số là 784 nha. Apple F5 màn hình riêng luôn, 800k. Rồi cây Redmi 5 Plus. Redmi 5 Plus găng tay một chạm có hồng ngoại, xài được 2 SIM 4G, pin rất là trâu, nặng như con nặng như cái gì. Sở hữu được 8 nhân, mỗi một nhân 2 Hz. Cây này em bán 800, chuyên về chơi game Liên Quân Wi-Fi bị up, pin thì rất là tốt. Mã số là 785. Đó. Máy móc ok luôn, chơi game thì khỏi nói cũng đã cực kỳ luôn. Em tải sẵn ứng dụng luôn, pin tốt lắm. Cây máy móc ok full nữa ha. Đó, chơi game rồi còn Zalo với Facebook nó chạy không thấy đường luôn. Lướt một cái nó chạy phải thắng rồi. Tại vì sở hữu 8 nhân mỗi một nhân 2 Hz là 8 nhân chạy một lượt, rất là mạnh nha. 800k, mã số là 785. 786, cây Galaxy S7 nha. S7 thì có chế độ sạc không dây. Cái máy này có chế độ sạc không dây nha. Có đo nhịp tim, màn hình Super AMOLED, nó riêng nguyên cây full chức năng, không lỗi gì hết. Pin thì tốt lắm, xài bỏ SIM vô nghe gọi ok. RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này em bán 900 là bán sổ cho bà con chơi ha. Chứ cây này cái màn hình không là 1 triệu mấy rồi. Em bán có 900, mã số là 786 nha. Màn hình không là đủ tiền. Máy móc ok full chức năng ha. Máy móc ok luôn, nó đẹp cancel ban luôn, không đớm không gì hết luôn. Máy S7 nha, của Samsung ha. 900k, mã số là 786 nha. Rồi cái 787 nè, Galaxy Note 5, màn hình Super AMOLED, sạc không dây, đo nhịp tim, có cây viết. Cây này ok lắm, đẹp lắm nha. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Em bán 900k luôn, mã số là 787, sổ cái này luôn nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi cái này thì bị chóc thủy ha. Chóc thủy mấy cái đầu nhẹ nhẹ ha. Máy móc ok, em test ok hết toàn bộ luôn, tải sẵn ứng dụng luôn. Điểm ảnh rất là cao, màn hình Super AMOLED luôn á. Rồi cái này em bán có 900, mã số là 787 nha. RAM 4 luôn, máy Note 5 nha, có cây viết luôn nha. Rồi em có cây Z7 Pro là RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này xài được 2 SIM 4G, một thẻ nhớ, màn hình thì đẹp cancel ban. Đó, giá 900, mã số là 788 nha. 788, màn hình là lội một con cá, một cái nó lội không thấy đường luôn. Đẹp cancel ban, tải sẵn ứng dụng, pin thì rất là tốt. Bỏ SIM 2 SIM nghe gọi 4G luôn. Máy móc ok luôn, green nguyên cây ha. 788 nha, 900k ha. Rồi cây 789 là cây Redmi Note 5. Redmi Note 5 sở hữu RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm. Cây này thì camera kép găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 SIM 4G. Đặc biệt là RAM 4, bộ nhớ 64 là rất là mạnh. Chơi được tất cả các loại game Liên Quân Wi-Fi bị up. Đó, 900k thôi, 900, mã số là 789. Máy móc là chuyên về chơi game nhưng rất là mạnh, mạnh cực kỳ luôn. Đựng cái màn hình riêng luôn mới ghê chứ. Cây này riêng luôn nha.
Trời ơi, nó chạy không thấy đường, chơi game đã lắm, mượt lắm nha. Có con thì không lẽ nó năn nỉ tối ngày nó mượn máy chơi game. Bây giờ mấy đứa chơi liên quân wifi không quên quân không à. Thôi lỡ rồi mua cho nó một cây gam 4, mua nhớ sáng 4 này chơi game. Chứ giờ mình cầm ra thế giới động mua, chắc là giá nó trên đường 2 triệu mấy trở lên, nó chưa chắc gì chơi game được. Mã số là 789 nha, 900k. Rồi cái 790, em có cây Galaxy Note 10 của hãng ha, của Sam luôn ha. Cây này có sạc không dây ha, camera 3 camera luôn đó, máy cực kỳ im luôn, có sạc không dây, có đo nhịp tim ha, rồi có sạc một đuôi tai xi, có cây viết ha, màn hình Super AMOLED, nó tên là Galaxy Note 10 nha. Cây này thì RAM 8 cộng 8 là RAM 16, bộ nhớ 128, Android nó 12 nha. Cây này em bán 3,2 triệu, mã số là 790. Đó, màn hình là Super AMOLED ha. Mà màn hình là Super AMOLED là cái của thằng Sam á, thường là mấy cây mà Note nó cây ớt đâu không có màn hình lô nha. Nên á cái này là cây màn hình riêng tao hãng nha, chứ không có lô. Mua cũng không có nữa, tại vì nó hãng nó ra không à. Đó, màn hình đẹp Kensho Band luôn, nó đẹp lắm nha. RAM 8 bộ nhớ 128 là RAM 16 nha, còn RAM 8 cộng 8 nha. Bộ nhớ 128 nha, 3,2 triệu nha. Cái màn hình này không hơn giá tiền của em bán luôn. Mã số là 790 nha, 790 ha. Cây này xài được 2 sim luôn. Đó, cây này xài được 2 sim luôn nha, sim 1, sim 2 ha. Note 10 nha, máy móc ok, full chức năng, không đớm, không bể, không nứt, không gì hết luôn nha. Đó, cầm về là xài thôi đã lắm, full ha. Rồi giá là 3,2 triệu nha, mã số là 790 nha. Rồi 751 nè, cây này cây Galaxy Z2 260 nha, Z2 260. Đó, cây này bị nứt khủng quá, cây này bị nứt một đường ha, một đường ngang ha, một đường ngang qua đây nha, của thằng Sam ha. Cây này xài được 2 sim, Android nó 8 chấm ha. Cây này em bán 400, mã số là 751 nha. Máy móc ok, đi ép kính được luôn ha, có một đường một không ảnh hưởng gì hết, cảm ứng xài bình thường. Máy cứng khừ luôn, pin tốt lắm, xài được 2 sim luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi 400k, 751 ha. Rồi cái 753 nè. Cây này Galaxy Z320 nha. Cây này zin nguyên cây, full chức năng luôn. Đó, màn hình của zin luôn nha. Cây này 2 sim. Android nó 5 chấm. Cây này em bán 450, mã số là 753 nha. 2 sim luôn. Z320 nha. Màn hình không đủ giá tiền. Màn hình riêng luôn, cây này có gần lực sẵn luôn ha. Đó, cây này em bán 450, mã số là 753 nha, máy móc ok, full chức năng luôn ha, Z320 nha. 754 nè, Vivo 1610 nha, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, mã số là 754 nha. Cây này cũng xài được 2 sim luôn, đựng cái riêng nguyên cây luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha. Máy móc ok, full chức năng luôn, đẹp Kensho Band, pin tốt, xài được 2 sim luôn. Màn hình riêng nó mượt lắm nha. Dạ, 450, mã số là 754 nha, 2 sim luôn nha, Vivo. Rồi cây 758 nè. Đó, cây Huawei L21 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này pin trâu lắm, L21 là pin trâu lắm, của dòng Huawei á, xài được 2 sim luôn. Đó, em bán có 500k, mã số là 758 nha. 758 cái này ha. Máy móc ok, rin cây luôn. Máy đã luôn nha. Cây này chắc em bớt miếng cho bà con. Rồi cây này em bán 450 nha, em bớt luôn ha, 450, mã số là 758 nha, 450 nha. Máy móc ok, full chức năng nha. Rồi đã lắm nha. Đó, pin tốt lắm, 2 sim luôn nha. 758 ha. Rồi cây 759 nè, cây Oppo A39 nha, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm luôn. Đó, RAM 3 luôn nha, Oppo A39 luôn nha. Cây này em bán 500 nhân RAM 3 mà bán 500, full chức năng không lỗi gì hết nha. Cũ qua 5 tháng thôi nha. Mã số là 759 nha. Đó, xài được 2 sim của Oppo luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó. Máy được cực kỳ luôn. Đó, đã lắm ha. Em tải sẵn ứng dụng nè. Đó, pin tốt luôn ha. Rồi, em RAM 3 luôn. Em bán có 500k, mã số là 759 nha. Rồi cây 760 nè, cây này cây Redmi 4A nha, Redmi 4A dòng Xiaomi luôn á. RAM 3, RAM 2, bộ nhớ 32, Android 6 chấm luôn. Cây này em bán 550 nha, mã số là 760. Đó, máy móc ok, rất là mạnh luôn. RAM 2 mà bộ nhớ 32, chạy như thấy đường luôn. Nó chạy, nó 6 nhân, mỗi nhân 2 hết.
đã lắm nha. Có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim luôn nha. Có hồng ngoại luôn nha. 6760 ha, 550 nha. 761 là cái Asus nha, camera kép. Asus này X00 HD nha. Cái này RAM 2 cũng như 16, Android nó 8 chấm luôn. Cái này em bán 550 nha, camera kép luôn. Pin thì tốt lắm. Có máy móc ok luôn, xài được 2 sim luôn. Có hồng ngoại luôn ha. Máy móc ok luôn ha. Cây này 550 nha, Android 8 chấm luôn. Đó, riêng nguyên cây full chức năng luôn, găng tay trên nút home. Găng tay trên nút home luôn ha. Máy móc ok luôn. Pin tốt lắm nha. Rồi cây này 550 nha, mã số là 761 nha. Rồi cây 764, cây này Galaxy Z4 Plus ha. Cây này RAM 2, 4/16, Android nó 9 chấm luôn. Nó cái nắp này nó cạo ra. Khách hàng cạo ra cho thấy cục pin nó trong ha. Đó, RAM 2 cũng như 16 Android 9 chấm luôn. Cái này em bán 650 nha. Z4 Plus hiếm lắm. Thay cái nắp này có mấy chục ngàn à. Mã số là 764 nha. Máy móc ok full nguyên cây luôn. Máy móc đẹp lắm nha. Z4 Plus ha. Máy chạy không thấy đường luôn, đã lắm nha. Nó tải sẵn ứng dụng rồi. Pin thì tốt lắm, pin trâu như con bò luôn, xài được 2 sim luôn nha. 764 ha, 650 nha. Rồi cái 766 nè. Redmi 5 Plus nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này em bán 800, mã số là 766 nha, 766 nha. Đó, máy móc ok luôn, cây này chơi được game tất cả các loại game luôn, máy móc ok luôn ha. Đã lắm nha, máy nè. Nó đã lắm nha, pin trâu như con bò luôn. Mã số là 766 nha, 800k ha. RAM 3 luôn nha, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim luôn nha. Rồi cái 768 nè, cây này cây Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 900k nha, mã số là 768 nha. Cây này thì xài được 2 sim 4G, một thẻ nhớ, màn hình thì ok, đẹp, Pencil Pen ha. Cây này full chức năng, không lỗi gì hết luôn nha. Máy móc ok luôn, đã lắm nha, găng tay trên nút home luôn. Con cá nó lội, điểm ảnh rất là cao luôn. Đó, 2 sim luôn, cây Z7 Pro nha, 768 nha, 900k nha. Rồi 726 nha, cây này cây Galaxy Z1 2016 cổ Sam luôn nha. Cây này cũng bị nứt luôn. Bị nứt đâu coi, bị nứt có mấy đường, cảm ứng xài bình thường, màn hình rin ép được luôn. Nhưng mà dòng này mà ép gì nữa, nó để nghe gọi giải trí sơ thôi, chứ ép làm gì. Cảm ứng thì xài bình thường, full pin thì tốt, xài được 2 sim luôn. À, cây này em bán nghe gọi luôn nha, 300k thôi, bán 300k cây này ha. Mã số là 726 nha. Cầm 300k mua được cây cửa bắp, mua cây này bỏ sim nghe gọi cũng lời, cảm ứng nè ha. Gọi Zalo rồi bị bạ chơi cho vui ha. Nó chơi game cũng lời nữa. À, cây này có 300k ha, mã số là 726 nha. Rồi cây 727 nè, cây này cây Vivo 1610 nha. Nó bị nứt miếng nè. Đó, nứt cái này một miếng ha. Cây này thì thường thường em bán tới 5-600 lượng, em bán có 300k cho bị nứt ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn chứ không phải thường luôn nha. Ồ, Zalo, Facebook, TikTok, lướt phà, YouTube đỏ gì, ui chạy không thấy đường. Cây này mã số là 727 nha, 2 sim 4G luôn, 300k cây này ha. Ồ, 300 là sở hữu được cây này rồi. Ồ, máy móc ok luôn ha, em test cảm này kia ok, pin tốt lắm ạ. Rồi, 731 nè, cây này cây Vivo 1610 nha. Đó, cây này thì RAM 2 luôn, RAM 2 chuẩn nha. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn á. Cây này đúng ra em bán là 550 chứ không phải 450 đâu, mà em bớt cho một con ha. Máy móc ok, bán 450 cái này, mã số là 731 nha. Hàng chuẩn nó khác, Android nó cao nữa. Máy móc nó xài bình thường, full chức năng, tải sẵn ứng dụng sẵn luôn, pin rất là tốt, xài được 2 sim một thẻ nhớ luôn nha. Rồi 731 nha, 450 cái này ha. Rồi cây 733 nè, cây Oppo Neo 9 nha. Oppo Neo 9 thường thường em bán 500, nay em bán 450 nha. 450 vô con ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này em bán 450 nha, mã số là 733 nha. Đó, máy thì em test sẵn nè, tài sẵn ứng dụng luôn nè. Đó, máy móc ok luôn ha. Chỉ cần nhấp vô xài thôi, màn hình thì đẹp ken xe bè luôn. Đó, cây này đẹp nha. Cây này riêng nguyên cây luôn á, màn hình đẹp, vỏ cũng đẹp nữa ha. 450, xài được 2 sim 4G luôn. Mã số là 733 nha. Rồi cây 734 nè, cây này cây Oppo Mobitas X nha.
Movitas X, màn hình nó không nứt mà nó hơi chày nhăm nha. Em bán giá bẻ bèo luôn, tại vì cây này RAM 3 mà pin nó trâu như con bò. Nó chạy màn hình nhưng mà xài bình thường nó không ảnh hưởng gì đâu. Nó không nứt không bể không gì hết mà có găng tay luôn. Găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim mà pin nó trâu lắm nha. Em bán có 450 rồi, cây này RAM 3 đúng ra bán 700 á. Mà nó chạy có miếng rồi bán có 450 rồi. Trong khi đó đi ép kính có 100 mà. Thì không lẽ giờ sách đi ép kính rồi lộn giá lên tới 700, bán có 450 rồi nha. Thành rồi 6 chấm luôn á. 734 nha, mã số là 734 nha, bán 450 gam 3 luôn nha. Cây này chơi liên quân được luôn á, pin nó trâu lắm. Pin mà nghe gọi thì khỏi nói cũng đã lắm, không biết chừng nào hết pin. Rồi, 450 mã số là 734 nha. 735. 735 là cây Galaxy Redmi, Xiaomi Redmi Go. Nó tên là Redmi Go nha. Đó, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 500k nha. Nó sở hữu được 6 nhân luôn á. Máy móc ok, màn hình riêng luôn, pin tốt lắm nha, pin thì cực kỳ luôn. Cây này thì khỏi nói luôn, đã lắm nha. Nó mạnh lắm. Đó, cũng Xiaomi thì nó mạnh lắm nha. 500k nha, mã số là 735 nha. Rồi 737 nè, cây này cây Galaxy Z5 2016 nha. Đó, cây Z5 2016 thì pin nó trâu lắm. Với lại nó xài được 2 sim một thẻ nhớ ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 550 rồi. Chứ thường thường em bán 700 á. Mà hôm nay em sụp còn có 550 cho bà con xài ha. Em sẽ giảm hết toàn bộ giá rồi. Nói chung là bán sao vừa túi tiền mà vừa đủ xài ha. Em lợi ích chút cho bà con xài cho nó tốt ha. Cây máy nó mạnh lắm. Dạ, em tải sẵn ứng dụng rồi. Tải sẵn ứng dụng luôn. Màn hình thì riêng luôn. Cây này thì cũ có 5 tháng thôi, chứ xài rất là tốt luôn nha. Rồi 550 thôi. Mã số là 737 nha, 2 sim 4G luôn nha. Rồi cây 738 nè. Cây Asus X008D nha. Tên này là tra lên Google là có hết nha. Em ghi đúng cái tên đó. RAM 3, bộ nhớ 32, cây này RAM 3 nha, Android 7 chấm luôn. Cây này em bán có 550, bán bèo cho bà con luôn á, chứ cây này bán 700 á. Mã số là 738 nha, găng tay một chạm ha, có 2 sim luôn nha. Ai mà coi clip em thường thường chứ biết giá. Thường RAM 3 là em bán nhiêu hết rồi, nay em sụt cho bà con luôn á. Sau Tết rồi bà con cũng làm cực khổ, hồi hộp bà con xài ha. Và máy móc ok, màn hình rẹp luôn, rin nguyên cây luôn nha. Màn hình full luôn, không nứt không bể không gì hết luôn nha. Rồi 3550 nha, mã số là 738 nha. Rồi cái 739 nè, Redmi Note 3 nha. Cây này của Xiaomi nha, đã lắm nha. Găng tay một chạm có hồng ngoại nè, 2 sim 4G luôn. Cây này em bán có 600 rồi, Android 6 chấm luôn. Mã số là 739 nha, 739 luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, 739 em tải sẵn ứng dụng luôn nè. Nó một nồi ứng dụng luôn cho bà con nữa ha. Tải sẵn ứng dụng sẵn luôn rồi. Chỉ cần giờ bỏ sim nghe gọi ok luôn. Mà cây này mạnh lắm, RAM 3 là chơi được lương quân luôn á. Đó, em bán 600, mã số là 739 nha. Rồi cây 740 ha. Cây này cây Asus X008D ha. Đó, cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32. Đó, Android thì 7 chấm luôn. Đó, cây này em bán 600 nha. Hôm nay chơi lớn luôn, em sửa giá lại bằng cái cây 738 luôn. 740 nha, bằng giá luôn, 550 luôn nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 7 chấm luôn. Cây này em bán 550 nha, găng tay một chạm có 2 sim ha. Mã số là 740 nha. Máy móc ok full luôn. Đó, đẹp cực kỳ luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con, pin rất là tốt nha. Đúng là cây này thì nó đẹp hơn nha, nhưng mà thôi kệ, bằng giá luôn nha, 550, mã số là 740 nha. Rồi cây 742 nè. Cây này hồi trước em bán cao lắm, màn hình rin bán giá từ 900. Z700 được cái màn hình rin nó đẹp lắm nha. Màn hình rin nó đẹp lắm. Cây này rin luôn nha, rin nguyên cây luôn. Nó RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này em bán 600 thôi, 600k ha, mã số là 742 ha. Cái màn hình này không ở trên cái giá tiền em bán. Nếu màn hình rin nữa nha, đang nói màn hình rin nha, đừng có tra lên Google màn hình lô nha. Rin là mình phải tra đúng hãng nha. Phải để như màn hình Z700 rin nha, nó mới ra đây nha. Giá này là em bán thua cái màn hình rin cái này.
mã số là 742, có 600k nha. Máy móc ok, riêng nguyên cây full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Pin thì tốt lắm nha, pin thì xa, cây này xài được 2 sim pin rời luôn nha, dễ xài, dễ sửa, dễ xài. 742 nha, 600k nha, máy móc ok, đẹp ken spen ha, nó cũ nhưng mà còn đẹp ha. Có 700k, 600k nha, mã số là 742 ha. Rồi cây 743, cây này cây Redmi Note 5 nha, cây này bị nứt nên em bán giá 650. 700 mà giờ em sụp còn 650 cho bà con dễ mua ha. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Được cái là camera kép găng tay một chạm, nó xài được 8 nhân mỗi 1 nhân 2 hết. Nó chơi được liên quân wifi bị up luôn, chơi được game luôn, tất cả ứng dụng được tải được hết. Cây này em bán có 650 à, mã số là 743 nha, xài được 2 sim 4G, bị nứt nha. Nứt con miếng nha, trên đây nè. Nứt con chích nị trên góc đó đó, mà gọi là nứt đó. Nứt con chích nị trên cái góc này nha, chứ không phải là nứt nguyên cái màn hình nha. Nên em màn hình này được cái riêng luôn mới ghê, màn hình riêng luôn nha, chơi game đã lắm, mượt lắm, pin thì tốt lắm. Em sụp giá cho con luôn, chúng đúng ra cây này bán hời lắm. Có 650 nha, mã số là 7432 sim 4G luôn nha. Rồi cái 744 nè. Đó, cây 744 là cây Oppo F5 RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 700k nha. Đó, găng tay một chạm luôn, xài được 2 sim 4G mà RAM 4 nữa. 744 nha, có 700k cái Oppo F5 luôn. Nó tải con cá, màn hình nó đẹp, Ken Seven tải sẵn ứng dụng luôn, nó mạnh lắm nha. Tại vì Oppo mà RAM 4 nó mạnh lắm. À, góc này nó hơi xấu xấu ha. Màn hình thì không nứt nha. À, máy móc cũ qua 5 tháng rồi, bán rẻ mà có 700k mà RAM 4 nữa. Rồi, 744 nha. Có cây iPhone 6G nha. Nó bị nứt một cái góc nhỏ xíu dưới đây thôi, không ảnh hưởng gì hết luôn. Đó, cây này nghe gọi tốt lắm, 16GB. Cây này em bán 800 nha, mã số là 746 nha. Cây này thì pin nó tốt lắm, máy móc ok full hết luôn. Đó, em bỏ sim nghe gọi tốt lắm. Cây này thì tải được liên quân wifi với up chơi game được không? Tất cả ứng dụng đều tải được hết nha. Đó, máy móc ok luôn, full, đã lắm nha. Máy sạch sẽ nha, máy sạch sẽ luôn, máy móc ok luôn ha. Cây này em bán 800 nhưng mở số là 746 nha. iPhone 6 đó, hồi đó em cầm mười mấy triệu đi mua không nổi nữa. Bây giờ có bán có 800 chưa được 1 triệu nữa. Mã số là 764 nha. Cây này có người hỏi em, điện hỏi em mấy sim vậy. Em cũng không biết trả lời luôn. Cây này hàng quốc tế nha. Quốc tế. Bỏ sim bình thường. Rồi cây 747 ha. Cây 747 là cây Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro màu đen ha, đen luôn. Mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 900 nha. Máy móc ok, xài được 2 sim luôn nha. À, em tải sẵn ứng dụng sẵn luôn cho bà con. Con cá nó lội một cái điểm ảnh nó rất là cao nha. Tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok luôn. À, em vô cài đặt luôn cho coi cái. Đó, máy móc nè, chạy nè, không thấy đường luôn nha. Găng tay cho nó hôm nha. Xài được 2 sim 4G luôn, pin tốt lắm ha. À, Z7 Pro nha, 900k, mã số là 747 nha, 747 màu đen nha. À, em có cây 748 nè, cây này cây Galaxy Z700 nha. Cây này cũng riêng nguyên cây, full chức năng luôn ha. À, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán có 550, mã số là 748 nha. Cây này màn hình nó mắc lắm, màn hình riêng đó. Đó, máy móc riêng luôn, đã luôn, bự luôn ha. À, Z700 là màn hình nó bự lắm nha. Máy móc ok luôn ha. À, tốt lắm. Rồi, cây này xài rất là bền luôn. Nó pin rời nó dễ sửa luôn, sai thời gian nó pin nó chai cái mình thay pin khác nó dễ luôn, pin rời dễ lắm. Cây này xài được 2 sim luôn, 4G luôn ha. Nó 550 luôn, mã số là 748 nha. Rồi cây 714, cây 714 là cây Oppo A71 nha. Đó, máy móc ok luôn, đẹp luôn ha. Đó, cũ qua 5 tháng thôi, RAM 2 của nhớ 16, Android trên núi luôn, Android 7 chấm luôn ha. Cây này em bán 400k nha, mã số là 714 nha. Đó, xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc ok full luôn ha, đẹp nha.
Đó, máy móc ok luôn. Còn xài bình thường hết toàn bộ luôn, bỏ sim ngay gọi hai sim luôn nha. Đó, máy hơi cũ thôi có 400k ha, 714 nha. Oppo A71 nha. Cây này cây Redmi 5A nha. Redmi 5A sách tay nha, cây này tiếng Anh. Năm 2016 Android nó 8 chấm luôn, Android nó cao quá ha. Cây này em bán 450 nhưng mã số là 715 nha. Đó, cây này thì nó mạnh cực kỳ luôn. Đó, em cài đặt ứng dụng ở trong cài đặt thì tiếng Anh ha, ai có room tiếng Việt thì chạy vô nha. Hôm em có room tiếng Việt nhưng mà xài được sim Việt Nam nha, sim toàn bộ xài được, pin thì rất là tốt. Tải ứng dụng này là về tiếng Việt hết luôn nha, Zalo, Facebook, TikTok này tiếng Việt nha. Còn ở trong máy thì tiếng Anh ha. Rồi cây này em bán giá là 450 nha, mã số là 715, xài được hai sim 4G luôn nha, có hồng ngoại luôn nha, của con Xiaomi. Rồi cái 723 nè, này Galaxy S8 Plus nha, gọi là S8 cộng ha, cây này của hãng luôn ha. RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 9 chấm, đặc biệt cây này xài được hai sim, em bán giá 2,3 triệu nha, có sạc không dây nè, có đo nhịp tim nè ha, màn hình Super OLED công nhẹ nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình đẹp luôn nha, không đớm không gì hết luôn nha, máy móc ok. Bán giá rẻ bèo luôn, chưa đủ tiền cái màn hình, 2,3 triệu, mã số là 723 nha, sạc đuôi tai chi ha, xài được hai sim luôn nha, cây này hai sim luôn nha. Đó, 2,3 triệu luôn, Galaxy S7 cộng nha, S8 cộng nha, S8 cộng, cây này 723 nha. Rồi cái 689 nè, 689 là cây Oppo A71 nha. Cây này liệt 3 phím à. Mì liệt 3 phím ha. Đó, cây này RAM 3 nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 16, RAM 3 rất là mạnh luôn. Nếu mà không liệt 3 phím em tải sẵn vòng phím thế vô nha. Cây này không liệt 3 phím rồi cây này em bán tới 700. Em bán còn có 400 ha. Mã số là 689 nha. Android nó 7 chấm luôn. Em bán có 400k ha. Em tải ứng dụng phím rồi ha. Đó, em tải sẵn với phím điều hướng ở trên màn hình nè, bấm điều hướng thay thế ha. Nó cái phím này thì không có phím ở trên màn hình này ha. À, phím này bấm lui về, bấm xóa này ha. Rồi em tải sẵn rồi, máy móc ok, màn hình green luôn ha, không nước không bể gì hết. Vì ba phím đó thôi, em là tải sẵn ứng dụng vòng phím ở trên màn hình rồi ha. Chỉ cần bấm ở trên màn hình này thôi ha. Đó. Rồi cây này RAM 3 luôn nha, xài được hai sim luôn, em bán có 400k ha, mã số là 689 nha, ai mua thì cọc ha. Rồi 691 nè, cây này cây ZTE nha, ZTE 832, cây này tiếng Anh nha, tại vì sách tay từ nước ngoài về ha, học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này xách tay về nhưng mà xài được sim của Việt Nam nha, em bỏ sim vô nghe gọi ok hết toàn bộ. Nhưng mà tất cả cái app của mình á, app Zalo này kia rồi ha, em tải sẵn nè, là nó xài bằng tiếng Việt nha, chỉ có cài đặt là tiếng Anh thôi nha. Đó, máy móc ok luôn ha, pin thì tốt lắm, xài được hai sim luôn, em bán có 350 nha, 350, mã số là 691 nha. Rồi cái 695 nè, cái 695 là cây Vivo nha, 1606, cây đặc biệt có Face ID nha. Face ID là nhận diện khuôn mặt á, mở khóa bằng khuôn mặt á, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán bèo luôn sổ nha, chứ thường cây này em bán 500 nữa, em bán có 450 nha, mở số là 695 nha, 695 nha. Đó, cây này em bán có 450, cây này thường em bán 500 á, vẫn 450 nha, máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, máy pin rất là tốt, xài được hai sim luôn, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha, có 450 nha, mở số là 695 nha. Mấy người ông ngoại ông nội già già nhớ mua mấy máy cỏ cỏ này về tập trên mấy máy này cảm ứng nha, đừng có xài cụ bắp nữa, vài bữa nữa là khóa mạng 2G rồi nên cụ bắp cũng hạn chế ha. Mua mấy cái máy này rẻ về tập xài ha, con cháu này chỉ tới chỉ lui cho tập xài ha, mai mốt không được xài cụ bắp nữa rồi. 695 ha, 450 nha. Rồi 697 nè, cây Movitas nha, Movitas S, cây này pin trâu lắm, có găng tay luôn mà em bán có 500k nha, mã số là 697 nha, RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó trên núi luôn, có 7 chấm luôn,
em bán có 500k, thấy nó cũ vậy chứ nó rất là bền nha, pin rất là trâu luôn, có găng tay một chạm nè, có nghĩa màn hình tắt đưa cái ngón tay của mình vô vậy nè là phật màn hình lên, tại cái này chưa em chưa cài đặt nha nên không có phật nha, chứ của nó là phật lên luôn á, là mở khóa cho mình luôn á, phải đúng cái người đó mới mở nha, còn người khác không mở rồi bảo mật ha, găng tay mà đó, máy móc ok ha. À, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn, máy nào cũng vậy, em test kỹ em tải sẵn ứng dụng cho bà con ha, mua về chỉ rồi gắn sim vô xài thôi, em làm cho tốt nhất cho bà con ha, dễ dàng nhất luôn ha. Rồi cây 697 nha, 500k nha. Rồi 704 nè, cây này cây Redmi Note 4X ha, cây này hơi ám miếng được cái màn hình riêng nha. Đó, cây găng tay một chạm có hồng ngoại luôn nha, xài được hai sim luôn nha. Đó, 10 nhân mỗi nhân 2 hết. À, cây này RAM 4, bộ nhớ 64, thường thường cây này em bán giá 1 triệu, cây này hơi ám tí nha, em bán giá 800 nha, ở số là 704 nha. À, màn hình nó rin ám thì nó mượt mà ha, màn hình nó mượt lắm, đó, hơi ám tí, chơi game bình thường, full chức năng nha, máy móc ok ha, em tải sẵn ứng dụng cho bà con hết rồi, máy móc đã lắm, à, 800k xài được 2 sim 4G luôn, à, RAM 4, bộ nhớ 64 luôn nha, chơi được liên quân wifi bị up luôn. Đó, máy móc ok luôn, 704 nha, 800k ha. Rồi cái 705 ha, cây Redmi S2, tên của mỗi cây của dòng Xiaomi nha. Cây này cao ra kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G luôn. RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm. Cây này 8 nhân nha, mỗi một nhân nó 2 hết. Đó, em bán có 800k, chơi được liên quân wifi bị up luôn. Màn hình thì đẹp, Kensington Band luôn. Đó, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. À, pin thì tốt lắm, chơi game thì được mười mấy trận bình thường ha. À, 800k mã số là 705 nha. À, 706 nè, cây này cây Galaxy Z7 Plus nha, Z7 Plus là Z7 cộng đó nha. RAM 4, bộ nhớ 32, Android ta 9 chấm luôn. Ồ, RAM 4 luôn nha, camera kép nè, xài được 2 sim 4G một thẻ nhớ nha. Đó, máy móc ok luôn ha, full chức năng nha. Cây này 950 nha, 950 mã số là 706 nha. Đó, màn hình rồi coi em tải con cá nó lội một cái nó đẹp Kensington Band luôn, máy móc ok luôn ha, full ha. Đó, đẹp lắm nha. Đó, pin thì tốt lắm, xài được 2 sim 4G của con Sam luôn nha, 950 nha, RAM 4 luôn á, mã số là 706 nha, ai mua thì cọc qua ha. Rồi 709B nè, cũng là táp luôn, Huawei nha, táp Huawei T37 nha, cây này bán giải trí luôn, Android nó 7 chấm luôn, em bán có 400k thôi, bỏ sim ngay chỗ này, một sim một thẻ nhớ nha, 400k mã số là 709B nha, nút nguồn nằm đây ha. Đó, được cái là ok, em tải cũng tải sẵn ứng dụng cho bà con hết ha, em tải sẵn ứng dụng hết rồi nè, đó, một nùi ứng dụng luôn, bỏ sim ngay gọi ok luôn ha. Đó, tải một nồi ứng dụng luôn, mã số là 709B nha, 400k thôi nha. Rồi cái cây này của Hồng Mi nha, à, Redmi Note 5A nha, cây này bị nứt, nó bị nứt miếng nha, nứt một đường ha, nứt đây ha. Rồi cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nha, cây này cũng xài được 2 sim 4G luôn, em bán 450 nha, 450 mã số là 667 nha, 667 450 nha, cây Redmi 5A nha. Cây này thì nó cũng tốt lắm, pin nó mạnh, nó máy mạnh lắm. À, máy nó mạnh lắm nha. À, máy full chức năng không lỗi gì hết, chỉ vì nứt kính ở dưới đây góc rồi nè, đó. À, máy mạnh lắm, cảm ứng người xài bình thường full chức năng ha. À, máy móc ok luôn ha, 450 nha. Rồi 667 nha, 450 ha, của Hồng Mi nha, xài được 2 sim 4G luôn ha. Cây này có hồng ngoại luôn nha. Đó, 667 450. Rồi cây 667 nè. Cây 667 là Galaxy Z500 nha. Cây này thì rin nguyên cây, full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Vỏ thì cũ qua 5 tháng, được cái màn hình rin luôn, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, 450 mã số là 669 nha. 669. À, màn hình rin, men rin rin hết toàn bộ luôn. Cây này cũng Sam nha, xài được 2 sim luôn. Máy móc ok full nữa ha. Đó, Z500 nha, tên nó vậy ha. 450 mã số là 669 nha. Rồi cái 672 nữa ha.
Cây 672 là cây VMAX B nha, VS Max B, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500k nha, mã số là 672 nha. Máy móc ok, hồi trước em bán 750 nay còn có 500 mà. Máy được cái full chức năng, riêng nguyên cây luôn. Đó, máy móc riêng nguyên cây luôn, full chức năng luôn ha. Đó, máy móc chạy không thấy đường luôn, đã lắm nha. Đó, VMAX B, pin thì rời đã lắm, có lỡ sau này có hư pin thì thay được ha. Pin em cũng tốt lắm ha, 500k, mã số là 672, xài được 2 sim luôn nha. Rồi cây này cây Huawei S7S nha, Huawei 7S. Cây này gam 2, bộ nhớ 16. Cây này gam 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm. Cây này rất là cao, Android nó 8 chấm luôn ha. Cây này em bán 500 nha, mã số là 673 nha. Máy móc ok, full chức năng không lỗi gì hết luôn, riêng nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc nè, ok luôn ha. Máy móc đã lắm nha, riêng nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, 673 luôn, 500k nha, 500k cây Huawei ha. Huno là Huawei á, nói chung với nhau ha, S7 ha. 675 là Z3 Pro nha, Z3 Pro, Galaxy Z3 Pro của Samsung ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm nha. Cây này em bán cũng 500k ha, mã số là 675. 675 là 500k Z3 Pro nha, chỉ cần đọc mã số cho em thôi nha. Rồi cây này thì không nứt không bể gì hết luôn, vì hết pin rồi. Cây này 500k, mã số là 675 nha, xài được 2 sim đúng không ha. Chút nữa em sạc vô rồi mà em mua thì em ship ha. Máy móc full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Rồi em có cây 681 nè, 681 em có cây Galaxy Note 4 nha. Galaxy Note 4 RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm, có đồ nhịp tim ha. Cây này có cây viết nha, rồi có hồng ngoại luôn nha. Đó, cây này là Note 4 nha, Galaxy Note 4. Cây này em bán 700, mã số là 681 nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình zin luôn, Super AMOLED, pin thì tốt lắm nha. Ủa em để mấy ngày luôn pin vẫn còn 100% luôn. Máy ok luôn ha, full chức năng nha. Đó, máy full chức năng luôn. Máy cực kỳ ok luôn ha. Đó, em test ok nữa ha. Em test đó. SIM của em á. Bỏ SIM nghe gọi ok luôn ha. Rồi cây này em bán 700 nha, RAM 3 luôn nha. Mã số là 681 ha. Rồi 682 nè, em có cây Galaxy S8 nè, cây này bị nứt nha, nứt trên nứt dưới luôn. Đó, cây này giá hồi trước em cầm 4-5 triệu đi mua không nổi. Hồi trước nhớ là cho mười mấy triệu em cầm 8 triệu đi mua không nổi á. Mà giờ em bán cho trải nghiệm nha. 700k. Đó, bị nứt trên nứt dưới, RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 7 chấm luôn. Găng tay một chạm có sạc không dây nha, sạc còn đuôi taxi nữa. Cái men không rồi bằng giá nè, mua bán cái men mất có màn hình luôn, bán cái men thôi là cũng 700 rồi. Em để vậy em bán cho bà con này, xài bình thường vô tư luôn, cảm ứng OT luôn. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, cho bà con trải nghiệm được màn hình cong được. Đó, mua về chữa cháy như chạy bi, chạy này kia, rồi chạy Word, chạy internet gì đó, ai muốn máy mạnh thì chơi Liên Quân lên đây luôn được nha, chơi Liên Quân luôn nha. Đó, em bán có 700k, mã số là 682 ha, 700k nha. S8 nha, của Sam luôn nha. Rồi, 651 ha. Rồi, cây này Galaxy Z320 nha. Z320 riêng nguyên cây full chức năng luôn. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán có 450 nha, cái màn hình không là riêng luôn. Được 2 sim 4G luôn nha. Máy móc được 2 sim 4G của con Sam luôn, màn hình riêng hết toàn bộ luôn, em tải sẵn dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc nè, cực kỳ đã luôn. Đó, máy ok luôn ha, đẹp nha. Pin cũng tốt ha, xài được 2 sim luôn, 450 nha, mã số là 651 nha. Rồi cái 654 nè, cây này cây Huawei L21 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này em bán 500k nha, xài được 2 sim luôn của Huawei L21 ha. Mã số là 654, xài được 2 sim luôn, máy full ha. Máy ok luôn ha, em tải sẵn ứng dụng rồi. Đó, em test ok ha, cho bà con xài nha. Rồi 654 ha, 500k nha. Rồi cây 661 ha, 661 là Galaxy S9 nha. S9 nha, không nứt không bể không gì hết, màn hình hơi ám nhẹ nha, màn hình Super AMOLED cong luôn, cây S9 nha. Đó, cây này RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm luôn. Cây này full cây luôn ha, có sạc không dây, có đo nhịp tim, găng tay một chạm,
cây ớt chính của hãng luôn nha. Cây này em bán giá là 1,5 triệu nha, mã số là 661, có sạc đuôi tai chi luôn ha, màn hình super led cong luôn nha. À, bán giá 1,5 triệu nha, mã số là 661 ha, 661. Đó, em vô rồi đặt chính cái mã nào vô màu đen luôn. Bị ám miếng ha, bị ám miếng nha với giá này nha, còn nếu mà không ám thì giá khác nha, tại không nứt không bể không gì hết luôn nha. Đó, giá có 1,5 triệu rồi nha, mà super molet nha, rồi 661 ha, công nghệ rất là cao luôn. Em có cây xịn sò nè, xịn sò mà bán rẻ luôn nha. Cái cây này tên là Oppo Reno 4 nha, nó ba camera luôn. Cây này mà cao lắm, RAM nó tới 13 GB nha, bộ nhớ 128 là RAM 8 cộng 5 ha. Android nó 12 chấm luôn. Cây này sạc đôi taxi, xài 2 sim 4G nha. Máy này thì xịn sò ha. Đó, cây này giá 2,5 triệu nha, 2,5 triệu cái Oppo Reno 4 này nha. Mã số là 662 nha. Nó viền thì đẹp luôn, vỏ cũng đẹp ha. Nó sạc đuôi taxi luôn, pin thì trâu như con bò. Camera trước là camera kép luôn nha. Đó, máy móc nè. Trời ơi, nó lướt nè, đã luôn nha. Xịn sò luôn nha. Camera trong nét đã lắm nha. Máy móc ok luôn ha. RAM 8 cộng 5 nha, RAM 8 cộng 5 luôn. 2,5 triệu cái này ha, Oppo ha. Quá đã luôn nha. Đó, 662 nha, 2,5 triệu ha. Rồi cái 634 nè, 634 là cây Galaxy Z500 nha. Z500 riêng nguyên cây, vỏ xấu qua 5 tháng nha. Học online top Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha, mã số là 634. 634 xài được 2 sim 4G luôn. À, màn hình nó đẹp, Kensoban màn hình green của thằng Z500 đã lắm nha. À, máy móc ok, pin tốt lắm nha, bỏ 2 sim nghe gọi luôn, ok luôn ha. Đó, cực kỳ luôn. Rồi cây này em bán 450 nha, mã số là 634 nha. Rồi cái 636 nè, 636 là cây Redmi 5 nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn. Đó, không nứt không bể không gì hết luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, pin cũng tốt lắm, chơi được game luôn nha. Cây mạnh lắm, RAM 2 bộ nhớ 16 nhưng mà được cái là 8 nhân, nó chạy rất là mạnh nha. Chơi được liên quân luôn á. À, găng tay một chạm có hồng ngoại luôn, xài được 2 sim 4G luôn. 550 cái này ha, mã số là 636 nha. Máy móc ok, cứng khừ luôn, bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha. Đó, máy móc nó chạy không thấy đường luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. Đó, tải sẵn ứng dụng rồi ha. Máy móc đựng cái màn hình riêng luôn. Rồi, 550 nha, mã số là 636 nha. Rồi em có cây màu vàng ha, chơi luôn. Cây này full luôn, đẹp luôn nha, đẹp luôn, em bán 750 luôn. Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32, Android 7 chấm, em bán 750, vỏ đẹp không chày không xước gì hết. Vỏ đẹp em bán đẹp một tí nha. À, cây này thì lái nó bỏ em cao hơn mấy cây kia nên em bán cao hơn tí nha. 750 nha, găng tay một chạm, xài được 2 sim 4G luôn. Em bán giá 750, mã số là 642 nha. Đó, máy móc nó ok luôn ha, màn hình đẹp luôn. Kensoban luôn nó. Máy móc nó chạy không thấy đường luôn. Ồ. RAM 4 bộ nhớ 32 của Apple ha, Apple luôn. Nó chạy không thấy đường luôn. 642 nha, rất là mạnh mẽ, có 750 rồi nha. Rồi cây 643, 643 là cây Redmi Note 5. Redmi Note 5 thì sở hữu là găng tay một chạm, camera kép, có hồng ngoại ha, xài được 2 sim 4G. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 800k thôi, 800k thôi. Sở hữu được một cây chơi được tất cả các loại game liên quân, wifi, bê up luôn. Rất là mạnh mẽ. Trời ơi, nó chạy không thấy đường luôn. Được cái cây này màn hình riêng. Ôi, nó chạy nè. Nó chạy đã lắm nha. Cây này thì sở hữu nó cho con cháu nó Tết ha. Về cho con cháu chơi game ha. Mấy đứa nó nhỏ nó làm gì có tiền mà chơi, mà mình mua chơi game á là khoảng từ 2 triệu, 1 triệu mấy, 2 triệu mới chơi được. Ở đây em bán cây có 800k là chơi game là vừa phà rồi. Pin rất là trâu luôn. 643 nha, 800k cái này ha, 2 sim 4G luôn. Rồi cây đầu tiên là 610 nè. Cây này cây Oppo Neo 5 nha, Oppo Neo 5 nha. Đó, cây này riêng nguyên cây luôn của Oppo ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm. Cây này em bán 350 nha, mở số là 610 nha. Cái nút nguồn nó nằm bên đây nha. Đó, máy móc ok, full chức năng luôn.
À, máy móc ok lắm ha. Cây này full chức năng gọn lắm, bỏ túi nghe gọi ok lắm, đã lắm ha. À, gọn hơn. 610 nha, 550 nha. Ai mua thì cọc em cái cạp Viettel 50% nha. Nếu cọc được 100 thì em bao ship luôn. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạp Viettel xong rồi điện cho em nha. Rồi cào ra xong rồi đọc mã, đọc địa chỉ, đọc tên. Em ghi lại rồi em ship ha. À, mùng 5 em ship ha. Mã số là 610 nha, 350 nha. Rồi cái 611 nè. Cây này Galaxy Z1 2016 nha. Cây này của thằng Sam, xài được 2 sim luôn, zin nguyên cây luôn. Đó, Z1 2016 ha. Nó giống như Z3 20 nhưng mà gọn hơn, đã lắm nha, gọn hơn. Full chức năng không lỗi gì hết luôn. Học online tốt, Android nó 5 chấm, em bán 400 nha. Mã số là 611 nha. Máy móc ok full luôn ha. Rồi cái 612 ha. Cây này cây Apple neo chính nha, mà nứt một miếng ha, nứt một đường nè. Cảm ứng thì xài bình thường luôn. Nó RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm. Cây này em bán 400 nha, mã số là 612 nha. Để em sửa giá cây này luôn bớt cho. Rồi cây này em sửa giá lại ha, 350 nha. Đó, 350 thôi. Mã số là 6132 nha, 612 nha. Máy móc ok, đi nguyên cây luôn, bị nứt kính ha, cảm ứng xài bình thường luôn ha. Không lỗi cảm ứng nha. Đó, bỏ sim nghe gọi được 2 sim luôn. Máy móc ok luôn, 612 nha, 350 ha. Rồi cái 613 nè, 613 là cây Apple A51W nha. Apple A51W RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 thôi, đặc biệt cây này có hồng ngoại nha. Xài được 2 sim, một thẻ nhớ. Mã số là 613 nha, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình nè, clean can span luôn ha. Đó, máy ok luôn. Đó, đẹp can span, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi nha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán giá là 450 nha, mã số là 613 nha. Apple A51W xài được 2 sim luôn nha. Rồi mã số là 614 ha. 614 là cây Vivo 1606 ha. Cây này có Face ID nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán có 450 nha. Cây này đúng là bán sổ nha, chứ cây này Android 6 chấm mà có Face ID là bán cao hơn chút nha. Nhưng mà em bán có 450 rồi xài được 2 sim luôn. Cây này 614 nha, mã số là 614. Máy móc ok, zin nguyên cây full chức năng luôn. Đó, máy móc zin luôn ha. Máy chạy không thấy đường luôn. Em bán máy cũ, máy cũ qua 5 tháng nha. Chứ còn máy mới thì quý vị vô Thế Giới Động mua nha. Chứ em bán máy cũ nha. Chứ đừng nói ở máy sao em bán cũ quá. Dạ cũ thì giá theo giá cũ, còn mới thì giá theo giá mới nha. Đòi tiền ít mà đòi mới thì đâu được ha. 614 nha, 450 nha. Rồi cái 616 nè, cái Apple A71 nha. Cái RAM 2, 4 nhân 16, Android nó 7 chấm luôn. Đó, 7 chấm thì Zalo, Facebook, TikTok lướt phà luôn. Cái này RAM 2, 4 nhân 16, Android nó 7 chấm màu đen nha. Đó, màu đen nha. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Đó, cây này em bán 500 nha, mã số là 616 nha. Đó, màn hình thì zin luôn, máy móc ok luôn ha. Đã lắm nha. Máy này, chạy không thấy đường luôn, đã lắm nha. Máy màn hình thì không có chạy luôn ha. Rồi 616 nha, 500k ha. Rồi cái 617 nè, cây này cây VS Smart B nha. Đó, cây này RAM 2, 4x16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 500 nha, màu đen nha, pin thì tốt lắm. Cây này xài được 2 sim. Đó, máy móc ok, rin nguyên cây luôn nha. Đó, máy móc nó chạy không thấy đường luôn, đã luôn nha. Đó, màn hình thì không lỗi gì hết. Cây này 500k, mã số là 617, xài được 2 sim luôn nha. Màu đen nha, VS Smart B nha. Rồi cái 622 nè, 622 luôn. Cây này cây Galaxy Z7 Prime luôn, bị nứt nè. Đó, máy móc ok luôn, bị nứt. Mới ghê, uổng quá trời luôn. Đó, máy móc ok luôn ha. Đó, pin thì rất là tốt, găng tay cho nó hơn, bị nứt nha. Rồi cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32, Android 8 chấm luôn. Cây này trước em bán 750, nhà em bán giá vốn luôn, 600 ha, 600 mà. Mã số là 622 nha, em bán 600k luôn. Mã số là 622 nha, Z7 Prime nha. Đó, máy móc ok, full chức năng, pin rất tốt, xài được 2 sim, găng tay trên nút home ha. Rồi 600k, mã số là 622 nha. Rồi 593 nè, cây này cây Galaxy Z2 Prime nha.
G2 Prime thì học online tốt, Android nó 6 chấm, xài được 2 sim 4G nha. À, cây này em bán 350 nha, mã số là 593 nha. Cây này riêng nguyên cây full chức năng, máy móc ok full luôn ha. À, máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng cho con rồi. Máy của em nó khác người ta nha. Này, em tải sẵn ứng dụng, máy em sẽ làm máy cho nhẹ lại ha, cho bà con xài nó mượt mà chút ha. Mã số là 593 nha, 350 ha. 596 là cây Redmi 4A, cây này bị nứt ha. Bị nứt con tí nị ha. Con tí nị ngay gốc này thôi nha. Đây. Tí nị ngay gốc thôi nha. Nó nứt con tí nị à. À, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán 400k nha, mã số là 596 nha. Cây này của con Xiaomi ha, Redmi 4A ha. Máy móc ok full chức năng luôn, chỉ nứt có tí nị dưới đó ha, không ảnh hưởng được cái màn hình rin nguyên cây luôn, rất là mạnh mẽ nha. Nó 400k nha, mã số là 596 nha, xài được 2 sim luôn, có hồng ngoại luôn nha. Rồi cái cây là 598 nè, cây này cây Huawei ARR5 nha, Huawei ARR5. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này RAM 3 của Huawei mà xài camera kép, găng tay một chạm ha. Xài 2 sim 4G luôn. Em bán có 600 rồi nha, 600k ha. Mã số là 598 nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng mà màn hình đẹp quá. Màn hình đẹp lắm nha. Máy full chức năng không đổi gì hết luôn nha. Máy móc ok luôn ha, 598 ha, 600k. Rồi mã số là 5298. Rồi 601 ha, cái Redmi 5 Plus nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cái này em bán 800k nha, mã số là 601 nha. Găng tay một chạm luôn, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G màu đen luôn. Cái này em bán 800 nha. Đó, máy móc ok, chạy game rất là mượt mà ha. Game Liên Quân Wi-Fi B-Up là chạy được hết luôn ha. Đó, màn hình full chức năng không lỗi gì hết luôn nha. Rồi, 601 nha, 800k ha. Rồi cái 606 nè. Cây này cây Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ha, S9 cộng ha. Camera kép nè, găng tay một chạm, có đo nhịp tim, có sạc không dây, sạc đuôi tai si ha. À, máy này thì ok, full chức năng đã lắm nha. Vỏ sau nó hơi bị nứt nha, nhưng mà được cái rin em để luôn nha, nó không ảnh hưởng. Còn mặt trước thì không nứt, không bể, không gì hết, đẹp luôn nha. Nó bị đen một tí cái này ha, tí nị cái này ha, không ảnh hưởng gì hết nha. À, máy móc ok luôn, đẹp, ken spen, màn hình Super AMOLED công luôn nha. Cây này hàng xịn luôn nha. Nó máy móc nó cũ qua 5 tháng nha. Nhưng mà giá này thì nói chung là chưa đủ tiền cái màn hình nữa. À, 2.3 triệu nha, mã số là 606 nha. 606 2.3 triệu, chưa đủ tiền của màn hình nữa ha. Này bán sổ cho bà con chứ cây này 8-9 triệu ha. Rồi cây này của thằng Sam luôn nè, Sam mà hàng xịn nha, có hai cái nút hai bên ha. Ở đây cây này có cây viết luôn nha, có cây viết luôn nha. Đây nó có cây viết luôn, rút cây viết ra ghi lực luôn ha. Cây này thì cá ok này kia là mạnh mẽ ha, Android nó tới 7 chấm luôn. Tên của nó là Galaxy Tab AB355 nha. Đó, em bán 600 nha, 600, mã số là 608C nha. Nhân này thì gắn được một sim một thẻ nhớ ha. Máy móc ok full chức năng luôn, màn hình đẹp luôn ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Máy móc ok luôn ha. Đó, máy như clip nha, clip quay sao máy như vậy nha. Rồi cái này 600k nha, mã số là 608C nha. Rồi cây 567 nè, cây này Galaxy Z1 2016 nha. Cây này học online tốt, Android nó 5 chấm luôn, bỏ túi nghe gọi gọn hơn, đã lắm nha, green nguyên cây luôn, full chức năng không lỗi gì hết luôn. Đó, em bán có 400k, chưa đủ tiền màn hình nữa, bằng tiền cái cụ bắp, bỏ sim 2 sim nghe gọi luôn nha. Nó có 400k, mã số là 567 nha. Máy này thì green nguyên cây, full chức năng luôn, màn hình không đủ tiền ha. Máy móc ok luôn, full đúng không ha. Đó, máy móc đã lắm nha. Rồi cây này em bán có 400k nha, mã số là 567 nha. Rồi cái 568 nè, cây này cây Vivo nha, Vivo Y51 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán có 400k ha, 400k cây Vivo này nha. RAM 2, bộ nhớ 16 có 400k thôi. Cây này thì màn hình không nứt, không bể, không gì hết luôn nha. Máy móc ok, rin nguyên cây, full chức năng luôn. Máy rin hết luôn ha.
đó cũng chạy mượt lắm nha. Đấy, ở bên hông này nó có mẻ miếng gốc ha, mẻ miếng gốc cái sườn ngoài ha, tại cũ qua 5 tháng ha. Đó, cây này 568 nha, 400k ha, xài được 2 sim 4G luôn. Rồi cây 573 nè, cây này cây cũng là Oppo F1W nha, RAM 3, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, em bán giá là 500k nha. Cây này thì xài được Zalo, Facebook, YouTube ok hết toàn bộ luôn á. Cây này mã số là 573, xài được 2 sim 4G luôn. Máy móc cũng rin ok luôn ha, full ha. Máy rất là mạnh nha. Đó, RAM 3 cực kỳ luôn ha. Em bán có 500k, mã số là 573 nha. Rồi 574 của Oppo F9 nha, Neo 9 nha, Oppo Neo 9 nha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, bán 450 nha. Mã số là 574 nha. Cây này như nó màu hồng hồng. Đó, xài được 2 sim 4G luôn, máy móc ok, rin nguyên cây luôn, full chức năng luôn ha. Đó, ai nói màn hình lô cho luôn nha, rin nha. Máy móc này xài nghe bỏ sim nghe gọi thì biết chừng nào hương đó. Máy 574 nha, 450 ha. Rồi cây 575 nè, cây này cây Vivo 1606 nha. Cây này đặc biệt có Face ID nha, nhận diện khuôn mặt ha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 500k nha, 500k mã số là 575 nha. Có 500 sở hữu cây Vivo này có Face ID ha. Cây này xài được 2 sim 4G luôn, máy móc rin nguyên cây full chức năng luôn nha. Đó, máy rin luôn, nó chạy không thấy đường luôn, đỡ ha. Đó, có 4-500k thôi là một cái cây máy ok hơn toàn bộ ha. Em tải ứng dụng sẵn em test ok hết toàn bộ cho bà con nha. 500k mã số là 575 nha. Rồi cái 546 nè, cây này cây Galaxy Z200 nha. Cây này học online tốt, Android nó 5 chấm luôn, em gắn có 400k, được cái rin nguyên cây full chức năng. Mà màn hình rin nó đẹp lắm nha, cây này 2 sim luôn nha. Đó, máy móc rin toàn bộ luôn. Máy của thằng Sam xài rất là bền, bỏ túi nghe gọi nó gọn hơ, đã lắm, trọng lũng mà. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con hết toàn bộ rồi nha. Đây, ứng dụng nè, em tải sẵn cho bà con rồi nha. Cứ để về xài là ok luôn, bỏ sim nghe gọi tốt luôn ha. 400k, mã số là 546 nha. Rồi, cây 547. 547 là cây Galaxy Z500. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn. Học online tốt, Android 5 chấm, xài được 2 sim luôn nha. À, mã số là 547 ha. À, cây này màn hình nó là mắc hơn cái giá em bán luôn, màn hình riêng nha. Nó mắc hơn cái giá em bán luôn. Nếu mà vô Samsung mà hỏi cái màn hình này thì giá trên núi luôn. Em bán có 450 rồi nha. Nó xài được 2 sim luôn, full chức năng, rin luôn, nhỏ gọn, dễ bỏ túi ha. Đó, mã số là 547 nha. Rồi, cái 549, 549 là Galaxy Z5 Prime. Ở cây này Z5 Prime nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm. Cây này em bán 550 thôi. Hồi trước cây này em bán 700, hôm nay em bán có 550 rồi. Mã số là 549 nha. Đó, 549 Z5 Prime luôn. Đường cái rin nguyên cây luôn. Cây này rin luôn nha. Máy móc ok, full chức năng luôn. Nó bị đốm này miếng tí nị màu trắng nha. Đốm này miếng tí nị màu trắng nè. Do ông thợ, ông tách ra, ông thay đuôi sạc. Rồi xong cái ông gắn lại mà ông chèo keo ông kỹ á. Đốm chỗ đó ông miếng ha. Chứ cây này rin nha. Màn hình rin là bấm vô là nó không có ấy. Mà đẹp lắm. Màn hình nó ok luôn ha. Tải sẵn ứng dụng hết cho bà con rồi nha. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây này em bán có 550 nha, mã số là 549 nha, 2 sim 4G luôn. Rồi cây này là 557 nha, Galaxy Z7 Plus nha, camera kép luôn. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này em bán 950 nha, mã số là 557, đường cái là RAM 4 mà camera kép nha, xài được 2 sim 4G. Máy móc full chức năng không lỗi gì hết nha, máy móc ok luôn, đã lắm nha. À, máy móc ok luôn. Ủa đẹp cancel band ha. Pin thì tốt lắm nha. À, Z7 Plus nha, của thằng Sam luôn nha. 557 nha, 950 ha. Rồi cái 523 nè, Galaxy Z200 ha, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này được cái là rin nguyên cây full chức năng luôn nha. À, màn hình không mà mắc hơn cái số tiền em bán luôn. Đó, cây này 400k nha, mã số là 523 nha, xài được 2 sim luôn, màn hình rin luôn, máy móc ok luôn, rin nguyên cây luôn ha, chạy dễ bỏ túi ha, gọn hơn rồi, bỏ túi nghe gọi ok luôn ha.
Rồi cây này 400k, mã số là 523 nha. Rồi cái 527 nè, Oppo Neo 9 nha. Cây này cũng bị ám nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 450 nha. Rồi cây này em bớt luôn, em bán 400 thôi nha. Mã số là 527 nha. Cây này được cái là màn hình Rin men, Rin hết toàn bộ. Nó hơi hồng hồng nhẹ ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Cảm ứng này kia ok hết, tải sẵn ứng dụng test ok hết toàn bộ luôn. Xài được 2 sim luôn. Em bán 400k nha, mã số là 527 nha. Rồi cây 529 nè, cây Redmi 5 Plus ha. Cây này bị nứt uổng quá trời, nứt có một đường ở đây nè. Nứt đây ha. Đó, bị nứt em bán giá nứt nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được 2 sim 4G. Thường thường cây này em bán 800, hôm nay em bán 600 do bị nứt miếng ha. Đó, mã số là 529 nha. 529 ha. Máy móc ok luôn ha. Đó, full chức năng. Ứng dụng nè, không lỗi gì hết. Đó, chỉ nứt một miếng thôi nha. Tải được ra Zalo, Facebook, YouTube, Liên Quân Wi-Fi, V-Up về chơi được hết luôn nha. Đúng rồi, rồi. Cây này 600k ha, mã số là 529 nha. Rồi cây 534 nè, cây Redmi Note 6 Pro ha. Redmi Note 6 Pro, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm nha. Cây này em bán 700k do cái nắp kính camera nó mất rồi nha. Găng tay một chạm, có hồng ngoại luôn ha. À, xài được 2 sim 4G luôn. Cây này thường thường em bán 800-900, nên em bán có 700 do mất cái kính thôi đó. Màn hình thì full chức năng, không lỗi gì hết. Đó, máy móc ok, chạy không thấy đường luôn. Máy nó rất là mạnh luôn, nó mạnh dữ dằn lắm nha. Đó, cực kỳ luôn, chơi được tất cả các loại game luôn, Liên Quân, Wi-Fi, V-Up luôn, pin rất là trâu như con bò luôn. Lại giờ Redmi Note 6 Pro luôn nha, 700k, mã số là 534 nha, 534 nha. Rồi cái 535 nè, cái Oppo F1S nha. Oppo F1S thì nó RAM 3, bộ nhớ 32, Android 5 chấm, Zalo, Facebook, TikTok, lúc phà ha. Cây này em bán 700 nha, RAM 3 luôn nha. Cây này cũng bự ha, xài được 2 sim 4G luôn, mã số là 535 nha, 535 luôn. Máy móc ok, găng tay trên nút hôm luôn nha. Đó, máy móc ok, em mới mở màn hình lên ha. Quên mở màn hình. Đó, màn hình full chức năng không lỗi gì hết nha, 535 nha, 700k ha. Rồi cái 538 nè, cái 538 là cây Galaxy A6 nha. À, Galaxy A6 nha, cây này xài được 2 sim, có găng tay trên nằm đây ha. Cây này thì rất là bền nha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm luôn. Cây này em bán có 800 nha, 800k, mã số là 538 nha. Đó, cây A8 luôn nha. Máy móc ok, màn hình đẹp luôn, tải sẵn con cá, lội beng 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 luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, đẹp lắm nha. Cây này pin cũng tốt lắm. Rồi cây này 800k, mã số là 538 nha. Rồi cây 542 nè, 542 là cây Galaxy Z7 Pro nha. Z7 Pro nó bị nứt một miếng ha. Nứt một đường nhỏ ở đây nè. Đó. Cảm ứng thì xài bình thường, full cây ha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Cây này xài được 2 sim 4G, một thẻ nhớ luôn. Em bán 750 cây này nha. Mã số là 542 nha, do bị nứt miếng bán 750 nha. Còn không nứt bán 900 ha. Đó, nứt con tí nị, máy móc ok. Cây này màu hồng nha. Đó, máy móc chạy không thấy đường luôn. Đã lắm nha. Rồi, cây này 750 ha, mã số là 542 ha.